tình anh thì em hãy nói ra đi. Vì sao em vô tâm, vì sao em rời xa tôi? Chẳng lẽ em không yêu anh nữa, là em phải quên một câu nữa để tôi như một người đi đứng bên kia. Người ta nói nhiều về em rằng vì yêu em tôi phân tích, rằng em đi bên người ta nhiều lần em qua mặt tôi. Người anh có lẽ và chắc ta yêu em nhiều hơn với như thế. Vậy em cứ quay đầu đi, đừng tìm nhau nữa. Rồi chăm chim tiếp tục nha các bạn. Đó. Bây giờ mình vô tới chạm chim nha các bạn. Bây giờ mình xuống đây mình coi địa điểm nè. Coi địa điểm xong các đầu mình mới câu nha các bạn. Đó, đợt này là thủ đồ nghề đầy đủ luôn. Đó, cám đem theo 7-8 kg cám các bạn. Để mình chơi với nó. Đó. Tức quá mà. Ấm mất rồi các bạn. Giờ mình ra đây mình coi coi. Nước trong. Mình quay cho các bạn coi nước nha. Các bạn thấy không? Đó. Để hình mình câu nha các bạn. Để chưa nữa để mình coi coi một chút xíu nữa. Này là khúc đầu nha các bạn, từ cái cổng vô có chừng 500 m nha các bạn. Đó, mình quay cho các bạn coi luôn nè. Đó. Đó, vòng vòng nè, các bạn thấy không? Mình coi địa điểm là ngon ngon mới được. Rồi sau một hồi mình coi địa điểm nha các bạn. Đó, mình thấy cá ở đây nó ụt nè các bạn. Không qua đậu đồng ngoài không thấy cá ụt gì hết nè. Ở đây cá thì ở đây cá nó ụt nhiều nè các bạn. Đó, bây giờ mình soạn đồ ra đây nha các bạn. Đó, bây giờ bắt đầu mình buông cần nha các bạn. Đó, địa hình mình câu nè các bạn thấy không? Đó. Giống đây. Đó. Con xe mình để trên kia. Đó, mình giờ mình lót chỗ này kia. Nắng nó cũng lên các bạn. Và ở đây mình kiếm cái chỗ mà nó có cái bóng cây mát các bạn. Mình khỏi văng dù. Đó. Rồi có cái gì khi nào mình buông cần ra cái bắt đầu mình quay cho các bạn coi tiếp nha. Dính cá độc luôn các bạn. Nè các bạn nhìn thấy không? lên cá. Lên cá linh nha các bạn. Rồi mời các bạn coi nha. Bắt chút mình làm mồi đúng không? Mình có đem mồi mồi thái các bạn. Để chút mình thử nó. Thử nó mà không chịu ăn mồi thái mình kiếm mồi sống luôn các bạn. Tại giờ mình đang làm cần ra. Cho lẹ.
quăng nha các bạn. Lóc tóc nó ghê quá. Ôi sướng mắt luôn các bạn. Lóc nó tóc đùng đùng nữa. Ui.
lên cá nha các bạn. Mẹ các bạn qua, qua cá nó ăn gì là khoái nè các bạn. Lên cái mẹ bự ghê nè các bạn, bắt bỏ vô nha các bạn. Ồ cái mẹ bự ghê không? Một em sướng quá các bạn ơi, các bạn trời nó nuốt luôn nè các bạn ơi. Trời mưa nè các bạn đó nè, các bạn thấy không đó, trời mưa vậy nè đó, mà bắt đầu cái mình kéo lên các bạn biết dính cá gì không? Cái con cá này mình bảo đảm với các bạn luôn là các bạn biết sao không, là hình như là ở trên chầm chim là hình như là có mình dính luôn á, mình coi trên YouTube á, chỉ có mình dính con cá này thôi. Các bạn biết dính cá gì không? Cá nóc nha các bạn. Nè bây giờ mình cho các bạn coi nè, độc không, dính con cá nóc nha các bạn. Nè nó bị xúc ra nè, nè các bạn nhìn thấy không đó. Ừ. Đụng đó, các bạn thấy ghê không, nè nó đang cá nóc nha các bạn đó. Đó các bạn thấy không, đó, nó kêu ột luôn, các bạn thấy ghê không đó. Ừ. Quá tài luôn đó, nó kêu các bạn thấy ghê không. Ừ. Đó các bạn thấy ghê không. Ừ. Mình mới gặp luôn. Mà sao cái con này nó không có gai vậy các bạn. Ừ. Cá nóc nha các bạn à, câu ở chầm chim luôn nha các bạn. Dính cá nóc luôn các bạn thấy ghê không đó, mình là kênh YouTube là độc quyền luôn, dính cá nóc nha các bạn. Đó các bạn thấy ghê không. Trời mưa gì mà dính cá nóc luôn các bạn thấy ghê không đó, dính cá nóc luôn cho các bạn coi nè. Đó thằng cháu mình nó khoái chơi con cá nóc này lắm đó, các bạn thấy không, để mình coi mình về bắt cho nó chơi con cá nóc này đó, các bạn thấy không, nào mới thấy luôn, câu làm sao mà dính cá nóc hay vậy ta. Đó. Cái con này như nó không có gai các bạn ơi, nó nhắm nhắm nhám vậy đó, chứ nó không có gai này các bạn thấy không đó, đó nó phình ra này các bạn. Cá nóc nước ngọt này các bạn, còn cá nóc nước mặn là nó có gai các bạn đó, để chúng mình bỏ vô trong oxy coi thử nó có bơi được nha các bạn. Bó tay luôn nó, chuyện câu cá dính cá nóc đó, giờ mình bỏ nó vô nha các bạn đó, nó thổi oxy rồi bộ cá nó nhảy ra rồi, nó ghê không mày, nhảy hả mày, trời ơi nó nhảy kìa, đi vô mày. Rồi có gì khi nào mình dính cá tiếp mình quay cho các bạn coi nha. Mình cũng bó tay đó các bạn. Rồi thêm em cá mè dảnh nha các bạn. Mè dảnh này cá cốc vậy đó các bạn. Con này cũng bự các bạn. Đó, rồi khi nào lên cá tiếp mình quay cho các bạn coi tiếp nha. Rồi hello xin chào tất cả các bạn nha. Đó, hôm nay chiều rồi các bạn. Mới xảy con cá cha, trời tức quá các bạn ơi. Mình tính không đăng cái clip này luôn á. Tức quá, vừa mới nổi lầu lên cái bắt đầu nó vuột các bạn. Cá cha cũng cỡ tầm cỡ chừng 2kg tới 3kg à. Cũng không bự lắm. Tức nãy giờ ngồi tức nãy giờ các bạn. Chơi 3 cần nha các bạn, đây 2 cần không, mình nó không cần nha các bạn. Nãy giờ nó chậm ăn quá, lâu có dịp mà cái bắt đầu sảy các bạn. Tức ghê luôn. Quá trời tức luôn các bạn. Nè các bạn, cá linh nha các bạn, nè các bạn nhìn thấy không đó, cá linh đó. Đó câu cá này các bạn biết làm cái gì không, linh với lại cái gì á à, đi móc cá nha các bạn, giờ không có cá lớn bây giờ mình móc cá nhỏ. Đỡ ghiền các bạn. Tiếp tục nha các bạn.
cá rô biển nha các bạn. Còn 2-3 ngón tay không à các bạn ơi, không có con bự. Dính cá rô biển cũng nhiều mà có nhỏ nhỏ không. Kỳ vậy, nhiều luôn rồi các bạn ơi, các bạn tức một cái ha, trời ơi dính căng này bố qua tài cái cốc nó làm thấy ghê không, tưởng nó cái con cá cha các bạn, lên em cá cốc rồi tưởng con cá cha, cá cha nó ăn không phải gì đâu, nó làm ghê lắm các bạn. Cá cha nãy mình tay không kéo từ xuống dưới luôn ghê. Rồi nhìn tới đây các bạn ơi, cá chậm ăn quá. Thì hôm nay mình câu được nhiêu nha các bạn, bây giờ mình gửi cho các bạn coi nè. À, tại mình về câu tí chừng hừng tối luôn các bạn, rồi nhờ em ở trong khách sạn các bạn, kêu nhờ em đó em làm cá cho mình luôn nha các bạn. Đó, rồi bỏ đá vậy cho mình luôn, sụp mút luôn nè các bạn. Đó, hôm nay cũng được cỡ 2 kg cá các bạn, cá tùm lum cá các bạn ơi. Đây cá linh nè, rồi cá mè, rồi cá thiểu, rồi cá dảnh tùm lum các bạn, nhiều lắm. Đó, giờ kia nó làm cắt mổ bụng ra xong cái bắt đầu cái ướp muối các bạn, cái bắt đầu cái em mình á cái bỏ đá gì vào mình.